là cửa ngõ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp nhất tỉnh, với hàng chục ngàn lao động đang làm việc và sinh sống. Nên phòng dịch COVID-19 với thị xã Phú Mỹ có rất nhiều áp lực. Tại thị xã Phú Mỹ, bên cạnh quốc lộ 51 là cửa ngõ chính đi vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì con đường này cũng là một trong những cửa ngõ đi vào tỉnh. Và khi nhiều phương tiện ở ngoài tỉnh thực hiện việc né chốt ở trên quốc lộ 51 đã chuyển hướng đi qua đây. Khi này thì lực lượng chức năng tại đây sẽ chốt chặn tất cả các phương tiện, yêu cầu dừng xe, sau đó yêu cầu người dân phải vào khai báo y tế. Đối với người dân ở trên địa bàn tỉnh thì sẽ tiếp tục được di chuyển. Còn đối với những phương tiện ở ngoài tỉnh, đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, thì lực lượng chức năng đã yêu cầu quay đầu xe. Chỉ tính trong sáng nay, ngày 12 tháng 7, có khoảng 30 phương tiện phải quay đầu khi đến Phú Mỹ. Vì di chuyển từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ, nhưng không nằm trong danh sách các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu. Hiện tại, Phú Mỹ có 19 chốt kiểm soát dịch, trong đó có 5 chốt của tỉnh và 14 chốt do thị xã bố trí ở tất cả các tuyến đường lớn nhỏ trên địa bàn. Để siết chặt hơn, người ngoài tỉnh vào địa bàn, bên cạnh việc kiểm soát của các lực lượng, thị xã Phú Mỹ còn bố trí thêm các lực lượng trực tại chốt để khi người qua chốt khai báo, thì thông tin ngay lập tức được gửi về cho các xã phường xác minh, sau đó hướng dẫn người dân thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Từ ngày 27 tháng 6 đến nay, thị xã Phú Mỹ ghi nhận 2 ca nhiễm COVID ngụ tại địa phương. Qua đó đã truy vết được 23 F1, 82 F2. Tranh thủ thời gian các tâm dịch lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đang thực hiện giãn cách phòng dịch theo chỉ thị 16, thị xã Phú Mỹ yêu cầu các khu công nghiệp cũng tăng cường hơn nữa biện pháp phòng dịch ở mức độ cao, đảm bảo hoạt động sản xuất không bị đứt gãy. Thì ở đây thị xã cũng đã phối hợp với các dưới sở lao động cũng như là ban quản lý khu nghiệp để thành lập các tổ COVID cộng đồng, rồi trong đó hướng dẫn ta xây dựng phương án để phòng chống dịch. Và đặc biệt là khi có cái liên quan đến các ca bệnh thì thị xã cũng đã tham gia phối hợp để truy vết các cái F1, F2 cũng như là F3 để tiến hành xét nghiệm cũng như là phòng cách ly theo chặt chẽ. Hiện thị xã Phú Mỹ đã thực hiện xét nghiệm cho 100% tiểu thương của 16 chợ trên địa bàn. Tất cả chợ đều có chốt kiểm soát người ra vào, đặc biệt là đối với các xe hàng đến từ nơi khác. Thì chúng tôi đã nắm hết tất cả các cái tiểu thương này. Thì trước đây là khi các tiểu thương đều được khai báo y tế, rồi điều tra dịch tễ là lấy nguồn hàng ở đâu. Còn lại các cái tiểu thương mà đưa hàng về thì như vậy là chúng tôi hàng nhập về chợ bị xuống đây khoảng đầu 3 giờ sáng. Như vậy thì khi xe xuống hàng là kiểm tra cái dịch tễ của cái tài xế, rồi cũng như là phun xịt khử khuẩn cái xe, khi đó mới cho xuống hàng tại chợ. Bên cạnh 558 tổ chống dịch COVID cộng đồng, thị xã Phú Mỹ cũng đã thành lập thêm các tổ chống dịch tại 1.200 nhà trọ. Dù mới được thành lập, nhưng các tổ COVID khu vực này đã phát huy hiệu quả vai trò giám sát. Phổ biến cho anh chị em công nhân ở đây là cũng thực hiện đầy đủ cái công tác 5K, đeo khẩu trang và sát khuẩn đầy đủ. Thì không có tụ tập đông người và anh em cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh. Những người mà mới mà vào xin ở trọ trong thời điểm này hầu như là hạn chế, đặc biệt là những vùng dịch là không nhận. Còn những cái người ở cái khu vực mình gần mình ở đây mà họ có nhu cầu họ chuyển thì ra khai báo y tế. Đó, sau công tác đó mình về mình mới xem xét mình mới dám nhận. Thị xã Phú Mỹ cũng đang xin chủ trương của tỉnh để tiến hành xét nghiệm trên diện rộng đối với những người thuê trọ, khu vực khách sạn, nhà nghỉ, những người bán vé số. Song song đó, địa phương thực hiện nhanh nhiệm vụ dự báo về nguy cơ lây nhiễm tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ đông công nhân để có các phương án ứng phó kịp thời mọi tình huống.